Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định để phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Torino và câu lạc bộ Roma. Đây là trận đấu sớm thuộc vòng đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia Italia Serie A, vòng đấu thứ 38. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 1:45 rạng sáng ngày 21 tháng 5. Và các cầu thủ Torino sẽ tiếp đón Roma trên sân nhà. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Roma trận đấu này mới là những người được đánh giá cửa trên và sẽ dắt chủ nhà Torino với mức kèo là 0,5. Mức kèo cũng mới hỉ hạ xuống còn 0,25 và tăng 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình luôn nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận rồi. Các bạn cứ việc xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn ấn vào cái đường link màu xanh, sau đó các bạn sẽ thấy kênh mới và ấn đăng ký là xong. Và ngoài ra thì mình cũng up một số video nhận định khác trên kênh Di Soi Kèo số 1. Thì bạn nào rảnh rỗi nữa thì các bạn có thể là ghé qua kênh đó để các bạn tham khảo thêm về những kèo bóng khác nha. Và quay trở lại với cái phần nhận định đá trận đấu này, thì 5 lần gặp nhau gần nhất của Torino và Roma, Torino thắng 2 và thua 3 trước Roma. 5 trận thi đấu gần nhất của Torino, Torino thắng 2 và 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Roma, Roma thắng 1, hòa 3 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì mình chọn cửa đội khách Roma chấp 0,5 chỗ này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Roma vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Torino. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu ấy, thì mặc dù là cái phong độ thời gian đây của Roma thì cũng chưa mấy thực sự tốt cho lắm. Tuy nhiên thì cái thành tích ở đầu của Roma trước Torino ấy, thì cũng rất ổn. 5 lần gặp nhau gần đây thì Roma cũng thắng được 3 trận, chiếm bài thế hơn. Với lại một điểm nữa để chúng ta có thể là tin tưởng vào cái sự quyết tâm giành chiến thắng của Roma, đó là hiện tại thì Roma đang ở vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng. Mặc dù là ở vị trí này thì Roma sẽ có một tấm vé dự cúp Europa League mùa sau. Tuy nhiên thì cái khoảng cách điểm số của Roma với đội bóng xếp thứ 7 chỉ là bằng điểm, và đội bóng xếp sau đó nữa là chỉ là 1-2 điểm mà thôi. Nếu như ở lượt trận này mà Roma không giành chiến thắng nổi trước Torino, thậm chí là thất bại, thì nhiều khả năng Roma có thể là đẩy xuống đá cúp C3 một lần nữa, hoặc là có thể là mất luôn cái vị trí này để có thể là mất luôn cái tấm vé dự cúp châu về sau. Cho nên mình nghĩ trận đấu này Roma càng quyết tâm hơn để có thể là đá bại được Torino một lần nữa để có thể là cầm chắc tấm vé dự cúp châu mùa sau. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng gì sẽ kèo đi cửa đội Roma chấp nửa trái trận này. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì Torino mặc dù là trận đấu này mình giá cửa dưới, tuy nhiên thì họ có điểm tựa trên sân nhà, cộng với phong độ thời gian đây cũng khá là ổn định. Với lại là mục tiêu mùa giải năm nay của họ xem như cũng đã chấm dứt rồi, trận đấu này cũng xem như là trận đấu thủ tục mà thôi. Cho nên là Torino họ sẽ có cái tinh thần thi đấu rất thoải mái. Và những lần mà chạm trán với Roma thì Torino mặc dù không thắng nhưng mà họ cũng rất có duyên chọc được thủng lưới của Roma. Do đó trận đấu này hai đội sẽ đều có bàn thắng vào lưới cầu thủ của mình, cho nên là ngoài ra các bạn có thể là đá hai đội đều ghi bàn. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1 nhưng mà cho Roma, hoặc là một kết quả cao hơn nữa. Mà nào tin tưởng mình nó ưu tiên đá cửa tài chỗ này. Trận đấu này mình khuyên các bạn là nên đi tài hay đi Roma nha. Mức hiệp 1 hay mức kèo chấp đồng nữa và tỷ số một trái. Thì giờ do đó hiệp 1 có thể là hai đội cũng sẽ đều có bàn thắng và lưỡng cầu thủ của mình. Hiệp 1 các bạn có thể là đá nhẹ tài 1 để tài hại với 1 thì vào mạnh, và có thể là đá Roma cũng được, nhưng mà hiệp 1 thì các bạn nên đá tài nó thơm hơn là đá Roma. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là đá Roma và tài thì một của vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Các bạn có đồng ý với quan điểm của mình không? Nếu chưa đồng ý thì các bạn có thể là comment ý kiến bên dưới. Bạn nào đồng ý rồi thì mong cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé. Xin chào, chúc bạn may mắn ở trận đấu này.